Đêm 13 tháng 4, đại diện công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia. Trong xe, người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái. Người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô đòi những người trên xe ra ngoài xung quanh có nhiều người quá khích la hét cổ vũ thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe bên trong xe cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài đây là chồng tôi người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ủn tắc kéo dài nhận thông tin sự việc công an phường điện biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự